Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục quay video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc xe bán tải mới về tại salon. Đó là một chiếc Ford Ranger đời 2008, một chiếc xe bản đủ XLT, hai cầu, số sàn. Và đây là toàn bộ tổng thành xe này, một chiếc xe lắp thùng đầy đủ, lắp thùng cao, một chiếc xe biển 88 Vĩnh Phúc và một chiếc xe màu đen. Và đây là toàn bộ tổng thành xe về sơn si cũng như là nội thất. Thì hiện tại salon mới rửa xong nên còn đọng nước ở trên xe. Thì tôi sẽ quay kỹ cho quý vị các bạn dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc xe bán tải mà chúng ta có nhu cầu về chạy công việc, hoặc là bán hàng, chở hàng họ, hoặc là chạy vào những cung đường khó đi. Thì chạy những dòng xe như thế này thì hoàn toàn hợp lý và cũng như là yên tâm. Bởi vì hai cầu, số sàn và bán đủ XLT thì chạy mọi cung đường. Và lại là một chiếc xe máy dầu và tiết kiệm nhiên liệu. Thì đối với bản đủ thì đã là la răng núc và ABS cũng như là bóng khí đầy đủ. Đây, toàn bộ la răng này và toàn bộ lốp này, lốp rất là mới luôn. Đây, đó, hoàn toàn con xe này có một dàn lốp rất là mới và toàn bộ sắt xi cũng như là cua lốp này. Đó. Toàn bộ tổng thành về phần sơn cũng như là thân vỏ một chiếc xe khá là đẹp. Tôi đánh giá khá là cứng xe. Hoàn toàn quý vị các bạn có thể yên tâm để lựa chọn. Đó, toàn bộ tổng thành này. Tôi sẽ quay kỹ cho quý vị các bạn dễ dàng hơn. Đây là toàn bộ phần đuôi này. Đó. Thì đối với dòng Ranger này cũng có khá nhiều bản. Bản thiếu, bản đủ, bản LT hoặc bản XLT. Đó, thì đối với bản thiếu thì nó sẽ không có lót sàn thùng và là la răng sắt, la răng thường. Thì đây là một chiếc xe bản đủ, đầy đủ lót thùng, lắp thùng và la răng núc cũng như là ABS và hai cầu số sàn. Đây, toàn bộ này. Đó, thành bên ngoài và toàn bộ phần la răng cũng như là lốp lap bên này. Đây, một chiếc xe có dàn lốp rất là mới luôn. Đó, hoàn toàn quý vị các bạn mua chiếc xe này thì về chúng ta sử dụng luôn, không phải là sửa chữa hay động chạm gì thêm cả. Tôi sẽ quay cho quý vị các bạn về phần gầm luôn. Đây là toàn bộ phần gầm này. Đó, phần gầm của chiếc bán tải đời 2008. Một chiếc xe số sàn hai cầu. Đó. Đây. Toàn bộ những cái đường ba bô lê trên này. Đó, tất cả đường ba bô lê, hệ thống đinh bấm này. Đó. Và chúng ta sẽ cùng đi vào nội thất của chiếc xe này. Thì đối với dòng Ranger bán tải hoặc là dòng 7 chỗ thì đa số nhu cầu chúng ta mua về là thiên về công việc nhiều hơn là đi chơi. Nên là những chiếc xe bán tải thì sẽ chạy nhiều hơn. Đó, nhu cầu một công việc nên nó sẽ chạy hơn nhiều hơn so với các xe thẩm mỹ và chúng ta để dành để đi chơi. Toàn bộ tabli này. Và toàn bộ keo chỉ cửa này. Đó. Và toàn bộ hệ thống da. Đó. Ở đây là toàn bộ tổng thành mặt táp lô này. Một chiếc xe tuy là nói dòng bán tải chạy nhiều nhưng đối với chiếc xe này thì hoàn toàn chúng ta thấy nó khá là đẹp. Về phần nội thất cũng như là thân vỏ thì khá là mới. Đây, toàn bộ nội thất này. Đó, nội thất rất là đẹp luôn, không bị xù rách gì cả. Đây là toàn bộ tổng thành mặt táp lô. Đó, bóng khí trên vô lăng này. Đó, đây vô lăng này. Đó, thì tầm 270 triệu là quý vị các bạn có thể sở hữu chiếc bán tải Ford Ranger đời 2008 này. Đó, một chiếc xe hai bóng khí. Đó, một bóng khí bên phụ và một bóng khí trên vô lăng, điều hòa cực mát. Thì đây vẫn là đầu CD nguyên bản, chưa có màn hình DVD. Thì đối với về phần màn hình DVD và cam lùi thì chúng ta có thể lắp thêm, chỉ khoảng 3,5 triệu là chúng ta đầy đủ bộ màn hình DVD và hệ thống cam lùi. Đó, đây toàn bộ củ số này, đây là cần chuyển cầu, cần phụ chuyển cầu. Và phần củ số đây. Đó, toàn bộ phần da ốp quanh củ số này đều khá là đẹp. Và hệ thống của phanh tay của bán tải hay là Everest đều là phanh tay ở dưới vô lăng như thế này. Đó, đây toàn bộ chân ga, chân côn và chân phanh này. Đó, bóng cao su vẫn còn rất là đẹp như thế này. Đó, toàn bộ hệ thống đồng hồ này. Một chiếc xe đầy đủ bóng khí, la răng đúc và ABS. Thì đây là toàn bộ chân nỉ nguyên bản này. Đó, một chiếc xe chân nỉ nguyên bản.
thì hoàn toàn chúng ta 270 triệu chúng ta có thể lựa chọn chiếc xe này và chạy công việc hoặc là chạy gia đình, khá là ổn. Những chiếc xe gầm cao hai cầu và chạy những cung đường khó đi, thì trong thời gian trước một vài tháng trước đây thì dòng xe bán tải này rất là hot và rất nhiều người tìm, từ người trong Nam ra đến người ngoài Bắc ngoài này thì rất hay tìm những chiếc xe bán tải mà tầm 270-280. Đó, thì đây là một chiếc xe hoàn toàn hợp lý để quý vị các bạn có thể dễ dàng lựa chọn. Và chúng ta sẽ đi cùng vòng phần máy của chiếc xe này. Và đây là toàn bộ khoang máy của chiếc Ford Ranger đời 2008, một chiếc xe số sàn 2 cầu. Thì một chiếc xe máy dầu thì chúng ta biết được thì dòng máy dầu này thì nó khá là bền. Đối với những chiếc xe tải thì nó kéo vài tấn nó cũng chả ảnh hưởng gì. Đây, toàn bộ phần máy này. Đó, hệ thống ABS này. Một chiếc xe bảo hành cho quý vị các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước. Toàn bộ giằng giật và tai đèn đều nguyên bản. Đây, lắp cabo này. Đó. Toàn bộ phần máy này. Máy dầu, máy khô đét luôn. Máy hoàn toàn đã dọn rửa. Thì đây là video tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc xe Ford Ranger đời 2008, số sàn 2 cầu và có giá khoảng 270 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn điều gì về các dòng xe khác thì hãy liên hệ ngay số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.